chào 500 anh em nha. Hôm nay thì em chúng sẽ cập nhật báo giá một dòng xe XSR 155 bản nhập khẩu. Mặc dù cái xe chính hãng đã ra rồi nhưng mà nhiều anh em vẫn có quan điểm là dòng nhập khẩu vẫn là tốt hơn, vẫn là sự lựa chọn trên hết. Và hiện tại thì dòng XSR 155 bên cửa hàng em chúng đang bán với mức giá chỉ từ 74 triệu đồng thôi. Nếu các bạn quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em chúng 0325 333 789, có sử dụng Zalo luôn nha. Và cửa hàng em chôm có hỗ trợ các bạn trả góp, trả trước từ 15 triệu đồng trở lên là Dinh em xem được rồi. Và hồ sơ chỉ cần căn cước công dân và chứng minh nhân dân thôi nha. Hiện tại phiên bản đang đứng cạnh em chôm là một phiên bản kỷ niệm 60 năm. Nếu mà các bạn quan tâm thì có thể nhắn qua Zalo em chôm gửi mẫu qua cho các bạn, hoặc là quay video chi tiết cho các bạn cùng tham khảo nha. Rồi, phiên bản kỷ niệm 60 năm sẽ được phối giữa màu trắng và màu đỏ này. Đây, những cái biểu tượng logo Yamaha, rồi dưới này logo của tên xe này và số này, số 5 này. Đấy, phiên bản kỷ niệm 60 năm nhá. Một đặc diện trưng của dòng Yamaha. Mâm của em xe này cũng được sơn màu vàng đồng, tạo nên cái điểm nhấn của em xe này hơn nhá. Yên xe thì các bạn biết rồi, yên xe sẽ được chia thành nhiều phân lớp, nhiều chỉ như thế này này, sẽ tạo nên cái cảm giác thoải mái hơn cho người lái nhá. Cặp phục vàng đồng ở phía trước này, đây, cực kỳ nổi luôn và to chắc chắn luôn nha. Đèn xe của em xe này là thuộc dạng Classic cổ điển này, nên là sẽ có hình tròn và được thiết kế đèn LED nhá, có logo XSR luôn. Em xe này thì các bạn có chiều cao từ 1m65 trở lên là mọi người ngồi vừa đẹp nhá. 1m65 là ngồi vừa đẹp. Các bạn ở xa mà không có điều kiện tới cửa hàng mua xe thì bên cửa hàng em chung có hỗ trợ ship xe cho mọi người, có bán trả góp toàn quốc. Các bạn ở đâu mua trả góp thì tới trực tiếp cửa hàng của em chung hỗ trợ mọi người nha. Và địa chỉ cửa hàng em chung nằm trên đường quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Em chung có nhận thu xe cũ đổi xe mới, có hoa hồng cho các bạn khi các bạn giới thiệu người thân bạn bè tới mua xe nha. Rồi, hãy cho em cho một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.